Vâng, cửa hàng Hiếu Minh Audio xin kính chào các bác. Thì hôm nay bên cửa hàng em có đi lắp cho bác khách tại Vân Đình một bộ combo bộ dàn. Thì mời các bác xem qua không gian nhà bác chủ nhà. Và khoảng độ 30m2. Thì bác có lấy bên em là một đôi loa JBL 4012 Chanel bản Mexico đang khuyến mãi tại cửa hàng là 40.500.000 đồng. Và cùng đấy với đấy là một chiếc vang S800 Plus phiên bản mới nhất 2022 và một chiếc đẩy 3 kênh D2610 cho ra 2 kênh 600W và một kênh 1000W để đánh cho với cả một chiếc súp DB115S. Và bác cũng lấy thêm cả một chiếc quản lý nguồn MB S900 Pro có lọc nhiễu Mexico lọc nguồn. Và sau đây thì mời các bác nghe đoạn ca khúc và nhạc sau khi em setup xong. Thôi rồi tình đã ly tan, người về nơi cao xa, bỏ tôi không đứng bề mặt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
biết về mai sau, hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không gánh ghét lẫn thù, chẳng dám dối lòng người tình sẽ bồi bỏ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.